Xin chào mọi người nhé. Chào một mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ với tao của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là xem trực tiếp hoặc là xem lại cái đoạn video ở trên cái đầu Dahua qua cái phần mềm là GDMSS với cái chất lượng cao nhé mọi người nhé. Thì rất nhiều người gặp phải như mình khi mà cái điện thoại của các bạn qua đêm chẳng hạn, nó sẽ tự động cập nhật cái ứng dụng và bây giờ mình xem nó sẽ bị mờ này mọi người này. bây giờ mình sẽ kích vào cho mọi người xem thử một cái mắt cam nhá. và bây giờ nó không như ngày xưa nữa, nó không có cái phần để cho chúng ta kích lên cái chế độ hd nữa, cái phần mềm mới nhé mọi người nhé. rồi mình sẽ thoát ra nhé mọi người nhé. rồi ở đây thì các bạn xem trực tiếp hay là xem lại thì cái chất lượng video nó đều như nhau, nó đều mờ mờ như này, nó nhìn không rõ nhé mọi người nhé. rồi ở đây thì là hiện tại là đang là cái cam của nhà mình nhé mọi người nhé. rồi nếu mà các bạn gặp cái trường hợp như của mình thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần ba gạch nhé rồi các bạn sẽ kích vào phần là quản lý thiết bị cho mình ở đây các bạn sẽ chọn vào hôm cho mình nhé đấy là cái tên camera nhà của các bạn ví dụ tên là ở mình thì đặt là hôm còn ví dụ như các bạn đặt là như thế nào thì chúng ta sẽ kích vào cho người nhá. các bạn sẽ chọn vào cây bút cho mình ở đây thì hiện tại này cái xem trực tiếp này và cái xem lại thì mình đang để ở cái chế độ là phụ nếu mà các bạn để ở chế độ là phụ này thì nó sẽ không có cái chế độ hd nhé mọi người nhé hoặc là cái phần mềm này ngày xưa thì nó sẽ có cái uh, kiểu như là cái chữ HD hoặc là cái màn hình uh, gạch gạch đấy thì chúng ta kích vào thì nó sẽ tự động lấy nét lên còn ở đây khi mà nó cập nhật lên phần mềm mới thì mình lại thấy là không có cái chỗ đó để mình kích thì lúc này các bạn sẽ chuyển cho mình là cái phần là xem trực tiếp và xem lại các bạn sẽ kích phụ sang chính cho mình hết nhá rồi lúc này các bạn thoát ra cho mình thoát ra như này nhá thì nó sẽ không được nhé mình sẽ quay lại cái mũi tên mình cho mọi người xem này đó thì nó vẫn bị khi mà chúng ta xem nó vẫn bị mờ thì các bạn sẽ kích vào xem trực tiếp này chính này xem lại này chính này và các bạn phải kích vào cho mình cái phần là bắt đầu xem trực tiếp nhé các bạn đợi một lúc nhé cái điện thoại của các bạn cần phải mạng nó tốt nữa thì chúng ta mới đót được đó lúc này cái camera của mình nó đã nét hơn rất chi là nhiều rồi nhé mọi người nhá đó đây mình sẽ kích vào cái mắt này này đó nó nét hơn nhá nhìn rõ hơn rất nhiều cái camera này của mình thì nó là lắp đời đầu vẫn đồng trục nha mọi người nhá thì nó cũng chân gỡ bây giờ so với bây giờ thì nó không thể bằng những cái cam bây giờ được rồi nữa mình ấn hủy bỏ này rồi bây giờ mình sẽ thử quay lại nhá mình sẽ vào cái phần quản lý thiết bị này đó khi mà chúng ta ấn vào bắt đầu xem trực tiếp thì nó mới lưu lại cho chúng ta là cái chế độ xem trực tiếp và chế độ xem lại là chính nhá rồi ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là xem video trực tiếp và xem lại video ở trên cái đầu AU của chúng ta với cái chất lượng là HD nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like và một đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.